Xin chào tất cả mọi người quay trở lại kênh Kỷ Niệm Vô Giá. Chúc mọi người ngày mới thật là vui vẻ và bình an nha. Hôm nay mình sẽ làm thịt xương này, đây là xương heo rừng nhé. Mình sẽ làm xương heo rừng mọi người hay hầm với lại cà rốt khoai tây. Hôm nay mình sẽ hầm với lại mọi người biết quả này quả gì không? Mướp đắng ấy, khổ qua ấy, mọi người cắt lát rồi nhé. Tí mình chỉ cho mọi người cách lột vỏ đấy nhanh nha. Mọi người chuẩn bị một cái nồi. Mình sẽ cắt đấy 4 củ hành tím nha. Nồi để mình xào xương trước cho xương nó thấm vị với lại thơm. Bốn củ hành tím. Rồi. Mình bật bếp cho dầu ăn rồi. Cho hẳn muối cho vào. Quay thịt. Quay xương nhé. Rồi này mình sụn heo rừng này. Cái này sụn đùi ấy. Của heo rừng nhé. Bữa nhà mình giết con heo ấy. Mình dư lại được mấy cục xương này. Và hành thơm đổ này được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mọi người cho là một thìa tiêu nha. Để đánh cái vị của thịt đi. Cắt trực tiếp lên thịt đó. Cho vào một chút nước mắm nữa để thấm vị. Thả lửa thì nước mắm để thấm vị vào xương chứ mình hầm nó ngon, nó đậm vị trong xương luôn nha. Rồi, mình đổ nước vào. Mình cho nước bình thủy cho nó nhanh nha. Nước thì mọi người đổ tùy ý. Ai ăn nhiều nước thì đổ nhiều, ăn ít nước đổ ít nha. Mình cho gần nửa nồi nước. Đây, mình sẽ chỉ mọi người cách hầm cái này, cách lột vỏ nha. Mình cắt khúc ra vậy á, mình chỉ việc lấy tay mình ấn vậy thôi này. Đấy, và lập tức cái này chui ra hết rồi. Rất là sạch sẽ và dễ làm. Đó, rất là sạch. Còn bình thường nếu mọi người mà để cả quả dài ấy, mọi người lấy cái đít thìa này, mọi người bỏ trong đấy, mọi người ngoáy vào này. Đấy, cứ xoay tròn xét vào cái cạnh này thôi là nó ra nhé. Và cái đít thìa đấy, lấy rất là nhanh, không có phải lấy lâu như mọi người trước. Đấy, còn một quả rất là sạch đẹp nha, không bị xấu. Giờ mọi người nấu cho cái xương này nó sôi lên nha, tầm 5 phút nha. Rồi được 5 phút rồi đấy nhé, mình nước sôi lắm rồi. Giờ mình sẽ đi vớt ít bọt đi nha. Cái bọt này vớt đi để nó ra cái chất với lại nó trong cái nước nha. Mình cứ để sát cạnh này, nó nằm sát trong đây. Mọi người biết sao nó nằm sát ở trong luôn không? Bởi ở giữa nồi là nó sôi nên bọt nó sẽ chạy sát sát cái thành này. Mình vớt cho sạch đi. Tí vớt tiếp. Giờ mình sẽ thả hết khổ qua. Đây là ba trái nha, ba trái khổ qua cắt lát mình thả hết vào. Rồi mình cho thêm một ít mộc nhĩ vào đây nữa nha. Mình thái lát sẵn mộc nhĩ vào tí ăn nó giòn 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 ngon. Rồi mọi người nấu trong tầm 10 phút nha. Rồi sau được 10 phút rồi mở ra. Đấy. Thơm quá. Giờ mình sẽ lên nếm gia vị nha. Mình cho đây 1 thìa rưỡi muối.
một thìa bột ngọt gần đầy thôi, bột ngọt, lấy một thìa bột nêm, cho ít nước mắm nữa cho nó đậm đà, cho khoảng nửa muỗng nước mắm. Cho đậm đấy, nhìn ngon không? Đấy, đã xương thịt đã, thịt heo rừng nó lên màu đẹp lắm. Mình sẽ cho vào ít tiêu. Tiêu thì mọi người cho tùy ý, ăn nhiều thì cho nhiều, ăn ít thì cho ít. Mình cho nửa muỗng. Rồi mình sẽ để tầm 1 phút nữa là nó chín nha. Đó, rất là ngon. Đấy, xương, đấy, xương heo. Đấy không? Xương bao chất luôn đấy, đấy. Xương bùi. Rất là ngon. Thì mình sẽ thử nha. Thử xem cái nước nó vừa chưa. Rồi ngồi miếng nước nha. Rồi, vừa đó. Giờ mình sẽ cho hành với ngò vào nha. Rất là thơm ngon bộ dĩa. Đấy, mình vừa chia sẻ cho mọi người cách nấu món xương hầm với lại khổ qua mướp đắng nha. Chứ không cần phải hầm với lại cà rốt khoai tây, nhiều khi nó mắc hơn. Ăn khổ qua này nó vừa mát nữa, thì giá lại rẻ hơn nữa nha. Đấy, cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh cho mình nha. Xin chào, hẹn gặp mọi người trong video tiếp theo.